Là con kính bạch sư ạ. Câu hỏi từ hành giả Thái Nguyên ạ. Con kính bạch sư xin sư cho con hỏi, người hiến máu nhân đạo có tạo ra được nhiều công đức mỗi lần hiến máu không ạ? Con xin tri ân ạ, sư ạ. Hiến máu nhân đạo tạo ra rất nhiều công đức nhé. Thì những cái mình bố thí nó có ba cái bố thí những vật bên ngoài và bố thí những vật trong thân. Thì bố thí những vật bên ngoài ý, thì nó chỉ là cái pháp bố thí thường thôi. Còn bố thí những cái vật mà bên trong mình ý, đó là bố thí ở những mức nó cao hơn một bậc. Như là như một vị Bồ Tát có thể bố thí mắt hay là bố thí những cái nội tạng của mình cho người khác, thì bố thí máu cũng là một bố thí những cái vật bên trong, nên là vật bên trong thân mình. Thì đấy là bởi vì người ta tham ái, người ta có hai cái loại tham ái, một là tham ái với tài sản bên ngoài, hai là tham ái với cái nội thân bên trong. Hai cái tham ái này thì cái tham ái bên trong nó mạnh hơn, mà người ta cái tham ái bên ngoài nó mạnh mà bố thí được đã đáng được tán thán rồi, mà không chi là cái tham ái bên trong này mà mình bố thí được thì cái pháp bố thí đó rất là cao thượng. Cái pháp bố thí đó thì mình nên hoan hỷ, và cái pháp bố thí đó có thể khiến cho một cái người bố thí đó có thể sinh thiên giới được, và hay là tạo thành những cái pháp bố thí ba la mật rất là cao thượng được. Hiến máu là một cái pháp bố thí lớn, một cái pháp bố thí cao thượng, có những công đức lớn, có công đức phước lành lớn. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thái Nguyên ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi thêm một câu. Trong lúc nóng giận con có nói với bà xã con, nếu đợt này con làm ăn thua lỗ nữa con sẽ ly hôn vợ con. Và lúc nóng giận không suy nghĩ con đã thốt lên một câu nói, nếu con không ly hôn thì cả dòng họ con chết. Con xin sư, con vì lúc con nóng giận mà con đã gây ra sai lầm như vậy ạ. Con xin tri ân sư ạ. Những cái lời thề thốt như vậy nó cũng là một cái lời rất là bất thiện, những cái lời thề đấy rất là bất thiện, nhưng có thể sám hối được chứ không phải không sám hối được. Những cái lời đấy mình thấy đó là một cái pháp bất thiện, và mình có cái sự hổ thẹn, có cái sự ghê sợ và có sự sám hối. Mình có thể tốt nhất là mình đã nói cái lời đó trước mặt ai thì bây giờ sám hối với người đó, và vì cái lúc trước ví dụ như cái người đó mà nói trước cái lời đó mà nói trước với người vợ nhá, cái người chồng ấy do tức giận nói trước mặt người vợ là không ly hôn thì cả dòng họ tôi sẽ chết, đấy là một cái ác ý nó khởi lên rất là mạnh trong lúc đấy rồi. Lúc đấy vị đó hình như là sẵn sàng làm được việc đó, thì bây giờ chỉ nói lại vì trong lúc đấy tôi do cái sân hận đã nói nên cái lời như thế, thì bây giờ tôi sẽ xin được hóa giải, tôi sẽ hóa giải những cái lời đấy như là một sự sám hối những cái lời đó, để cái lời nói đó nó không trở thành một cái ác nghiệp, nó không cho cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Một là mình sẽ nói trực tiếp với cái người mà mình đã thốt ra cái lời đó trước mặt ai thì giờ nói với người đấy, hoặc là mình sám hối đối với trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng hay là trước những cái người có giới đức cao thượng, mình sám hối thì nó sẽ hết cái nghiệp bất thiện này đi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Dạ con thưa sư, một người Phật tử múa hát với mục đích lan truyền Phật pháp đến quần chúng thì có tội hay có phước gì không ạ? Múa hát với mục đích lan truyền Phật pháp đến quần chúng. Múa hát thì với cái tâm tâm đấy thì là tâm tốt, nhưng mà cái pháp múa hát đấy sở dĩ là nó làm chướng ngại cho những pháp thượng nhân. Tức là cái người đó mà có cái tâm múa hát vì muốn lan truyền Phật pháp, vì muốn người ta hiểu được Phật pháp nhiều, hát những cái bài hát về Phật pháp ấy, thì cái người đấy cũng có được cái phước thế gian. Tức là mình sẽ có được cái phước ở cõi nhân và cõi thiên, nhưng cái người đấy sẽ là chướng ngại cho cái phước chứng đắc được thiền thông đạo quả. Thế là sau này cái người đấy mà muốn chứng được thiền, chứng được thần thông và chứng niết bàn thì rất khó. Thì cái tập khí múa hát đó nó sẽ làm cho cái tâm rất là năng xăng phóng dật, và nó làm cho tâm cũng khá là bất an tán loạn. Đấy thì cái pháp đấy là cái pháp nó có cái phước mà cái phước thế gian luôn, và nó sẽ làm chướng ngại cho cái pháp suốt thế gian của cái người đó. Những người đó tự lựa chọn nhá, nếu như mà mình làm cái con cái phước thế gian đấy thì mình sẽ hưởng phước thế gian, nhưng mà muốn đi đến niết bàn thì mình chỉ có nên giảng giải Phật pháp, truyền bá những cái pháp mà không cần phải thông qua múa hát, đâu có phải cứ thông qua múa hát thì mới truyền được Phật pháp đâu.
truyền Phật pháp bằng những cái cách là mình thỉnh pháp, các cái vị giảng pháp đến thuyết giảng Phật pháp thì thù thắng hơn là múa hát. Múa hát thì làm cho người ta khởi lên cái tâm thiện rất là yếu ớt, và cái tâm phóng dật nó sẽ đi kèm với những cái tâm đó, thì nó đâu không đi đến nốt ráo, không đi đến thủ thắng cao như là một cái người thuyết giảng giáo pháp được. Là con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Là con thưa sư, người xuất gia có được múa hát và xem múa hát không ạ? Người xuất gia tuyệt đối không được múa hát và không được xem múa hát. Này không có trong giới luật là cấm kỵ. Ngay một cái người Phật tử tại gia mà trong cái ngày họ bác quan trai giới nhá, ngày trai giới mà Đức Phật còn cái giới thứ bảy đó, giới thứ sáu ngăn phi thời, giới thứ bảy là không trang điểm, không múa hát, không xem nghe múa hát, thì cái vị đó là nguyện theo gương của các bậc thánh nhân. Các bậc thánh nhân chọn đời không múa hát, không xem nghe múa hát. Hôm nay con là Phật tử tại gia, con nguyện chọn một đêm một ngày không múa hát, không xem nghe múa hát. Vậy người xuất gia là người đang đi tìm cái đạo giải thoát giác ngộ, thì tuyệt đối không có sự múa hát, dù là nhạc đời hay nhạc đạo. Thì đối với người xuất gia chân chánh, thời chánh pháp, thời Đức Phật thì không có chuyện múa hát. Có thời mạt pháp sau này thì giới luật bị coi thường đi, Phật pháp nó xa vời đi, có thể người ta múa hát thì có, còn thời Đức Phật thì không có, không thể có cái chuyện. Ngay cả những tụng kinh Đức Phật còn nói là đừng có ngân nga thì nó sẽ sinh ra cái tâm ái luyến, tức là bản thân cái người mà ngân nga nhá cũng ái luyến với cái giọng ngân nga của mình, người khác nghe được cũng ái luyến với cái giọng ngân nga người đó, và nó làm cho cái tâm người đó tán loạn, cái định nó yếu đi, và người đó cái sự tu tập về chỉ thiền quán nó bị kém đi. Đấy, ngay tụng kinh mà Đức Phật còn không cho ngân nga thành những cái âm điệu của âm nhạc, của hát hò, huống chi là làm gì Đức Phật cho phép người xuất gia múa hát. Chuyện múa hát là cái chuyện cấm kỵ đối với người xuất gia, xem nghe múa hát cũng không được, bản thân múa hát thì càng không được, chuyện đó sẽ không được phép. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Con thấy y phục của quý sư rất khác nhau ạ. Con muốn hỏi là sự khác nhau, khác biệt đó do đâu ạ? Có y màu đỏ và có y màu vàng ạ. Y phục thì lúc đầu thì Đức Phật thì thế là người xuất gia thì sẽ lượm những cái y những cái vải vụn mà người ta bỏ đi, sau đó thì may lại thành y. Mà sau này thì Đức Phật cho phép được nhận y từ thí chủ cúng già, nhưng mà những cái tấm y đấy cắt ra thành những cái mảnh, sau đó khâu vá nặng thành những cái tấm y. Thì trong pháp thì Đức Phật cũng dạy là dùng y để nhuộm thành cái màu giải thoát, cái màu vàng. Cái màu vàng là cái màu phổ thông nhất đối với lại màu huỳnh y, tức là màu huỳnh màu vàng mà. Thì cái y của người xuất gia đúng là nó là y màu vàng là đúng nhất. Nhưng mà sau này thì truyền bá đi nhiều nơi thì nó có cái sự nai nái đi một chút. Ví dụ như các y mà các sư đang mặc ở đây thì là do bên cái y này là theo bên Miến Điện, các giáo hội Miến Điện thống nhất là các sư tăng Miến Điện là sẽ mặc cái y nâu nâu đi như thế này. Nó cũng là một cái màu vàng mà nó hơi bị ngả đi một tí. Còn đa số các y các sư mà bên Thái Lan nào Campuchia chứ thì sẽ mặc y thuần màu vàng. Màu vàng như vàng ròng thì mặc y như thế cũng được. Thì đấy nó là cái, còn lại sau này nữa thì các cái hệ phái thì chế ra những cái màu khác nhau nữa, thì đấy nó cũng là có cái sự thay đổi về sau này. Nhưng mà cái y mà đúng như trong luật, trong pháp hay là trong cái lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật dạy là y màu huỳnh y, tức là y màu vàng, giống như là màu nõi mít, thì là cái y như vậy là chuẩn chỉ nhất. Nó cũng là cái y để mặc che thân, điều đó cũng màu nó cũng không sặc sỡ như thế tục này được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con kính bạch sư, hiện nay có thể xuất hiện một vị Phật độc giác không ạ?
con quen một vị và vị ấy đã nhận mình, vị đó nhận mình đã chứng ngộ Niết Bàn nhưng không nhập Niết Bàn vô lư mà quay lại đây để hoằng pháp ạ. Vị đó nói là mình chứng thiền, vị đó nói là mình thiền theo phương pháp đốn ngộ, nhập đại định và chứng Niết Bàn ạ. Con xin sư từ bi chỉ thầy ạ. Một vị độc giác không có ở trong thời giáo pháp của một vị Phật chánh đẳng giác. Tức là hiện nay giáo pháp của một vị Phật chánh đẳng giác còn đang xuất hiện thì sẽ không có một vị Phật độc giác nào ra đời hết. Chỉ khi nào mà giáo pháp của Phật chánh đẳng giác này đã không còn trên thế gian nữa cơ. Tức là có thể trải qua nhiều nghìn năm sau nữa giáo pháp đã diệt hoàn toàn rồi thì lúc đó mới có những vị Phật độc giác ra đời. Chứ bây giờ không có ai là Phật độc giác nhá. Có Phật độc giác cái nó giả. Còn những ai nói là đã chứng ngộ Niết Bàn mà quay trở lại độ thế gian thì thực ra cái người chứng thì không có nói rêu rao như vậy, không nói công khai, không nói như thế. Vậy thì, nhưng mà ở trên đời mà có những người chứng bằng cái sự ngộ nhận, tức là cái người đấy giác ngộ mà cái kiểu là ngộ nhận ảo tưởng mê nầm thì rất là nhiều. Người đấy thời đức thời xưa cũng vậy, có những người người ta cũng từng tuyên bố rằng họ là những vị chánh đẳng giác đó. Thời Đức Phật còn tại thế còn có những người người ta còn dám tự nhận như thế, huống chi là những thời sau này, những người này người kia người ta tự nhận mình là bậc này bậc nọ thì đầy vô số ở trong thế gian. Nhưng mà ai nói nhận mình như thế nào thì điều đó không quan trọng, mà quan trọng là cái vị đó giác ngộ cái gì, thấy được cái đạo lý gì, và muốn phổ độ thế gian bằng cái con đường gì, đi đến đâu. Thì mỗi một cái người có trí tuệ thì sẽ nhận định được cái người đó là cái người có giải thoát thật hay là giải thoát giả. Còn đa số cái người người mà không có trí tuệ thì dễ bị những cái người khác người ta dẫn dắt. Nên là ở đời có người sẽ gặp chánh pháp, có người gặp tà pháp, có người chân chánh, có người thì không chân chánh. Thì cái điều đó nó là chuyện rất bình thường ở trên đời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, có vị nói trong Niết Bàn sẽ chỉ có một mình, liệu điều đó có đúng không ạ? Con kinh chi ân sư ạ. Trong Niết Bàn chỉ có một mình hiểu điều đó. Thì vị đó nói cái câu này thì Đức Phật cũng không nói. Vị này ai nói câu này là do người đấy nói ra. Còn Niết Bàn thì Đức Phật chỉ nói là Niết Bàn là cái mà nó là cái pháp vô vi, tức là một cái pháp nó không có các cái sự hữu vi, tức là không có cái tính sinh diệt. Vậy thì Niết Bàn là cái bất sinh bất diệt, là cái không có cái sự sinh diệt, không có cái sự thường, không có cái sự vô thường, không có cái khổ, không có cái sự vô ngã như là những cái pháp hữu vi. Những cái pháp hữu vi thì nó là vô thường, nó sinh diệt, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh. Còn Niết Bàn thì ngược lại, nó không có cái sự vô thường của vô ngã bất tịnh đó. Thì Niết Bàn là cái pháp vô vi, mình không thể dùng cái lời nói ngôn ngữ nào để diễn tả ra được, không có màu sắc, không có hình dáng. Thì cái người đấy nói là chỉ có người ở trong Niết Bàn mới hiểu Niết Bàn. Thì cái câu nói này nó cũng chưa đầy đủ, nó cũng chưa rõ nghĩa nữa. Thế nên là một cái người mà có thể nói là cái người nào chứng đắc Niết Bàn thì cái người đấy sẽ cảm nhận được Niết Bàn như thế nào. Còn cái người mà chưa chứng đắc Niết Bàn thì cái người đấy chưa cảm nhận được Niết Bàn như thế nào. Còn Đức Phật thì dùng những cái pháp chế định để diễn tả những cái pháp chân đế, thì Đức Phật vẫn có thể dùng một vài những cái pháp chế định nhưng nó mang tính tương đối, như Niết Bàn đấy là bất sinh bất diệt, hay là Niết Bàn là không có cái sự cấu uế, Niết Bàn không có cái tôi, cái của tôi, cái tự ngã của tôi. Thì có thể là đấy là nói một cách chế định hay là một cái pháp tương đối như vậy. Thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Thưa sư, đời này chứng đắc các tầng thiền là do đời trước leo nhân lì ạ. Con kính tri ân sư ạ. Chứng đắc các tầng thiền này nó là cái nó không phải là cái quả của kiếp trước. Nó có thể là nhân duyên do kiếp trước mình là cái người tam nhân, tức là khi mình làm những cái thiện nghiệp gì đó mình cũng đi kèm với trí tuệ, cho nên là khi mình tục sinh
Thì với cái tâm thiện tâm hợp trí tuệ nó sinh đi cùng, mình là cái người vô tham vô sân vô si, tức là người có đủ tam nhân. Thì đó có thể là do kiếp trước mình làm cái người cũng có học pháp, cũng có hành pháp, cho nên cũng có hiểu về nhân quả nghiệp báo, nên khi làm việc gì nó cũng đi kèm trí tuệ. Cho nên khi sinh ra ở đời này mình là người tam nhân, thì có thể nó cái quả báo đấy là một phần cái nhân duyên hỗ trợ, còn cái sự chứng đắc thiền hoàn toàn là do cái nhân duyên được gặp chánh pháp ở đời này, do cái sự nỗ lực tinh tấn ở đời này, chứ không phải là quả báo ở đời trước đến đời này cái quả báo nó trổ ra tự nhiên mình chứng thiền được đấy. Mà cái sự chứng thiền là hoàn toàn là do cái sự học pháp, do cái sự hành pháp, do cái sự thực hành theo đúng bát chánh đạo một cách chân chánh, nỗ lực tinh tấn, cho nên mình đạt được cái sự chứng thiền đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư tử bi chỉ dạy cho con tu tập theo phương pháp nào để đoạn sạch nhân duyên tình yêu và nhân duyên vợ chồng ạ. Con xin đảnh lễ thiên sư. Tu tập phương pháp nào để đoạn được tình yêu và vợ chồng? Thì bây giờ mình tu tập cái pháp mà hôm trước Đức Phật nói, thấy cái sự vị ngọt, thấy sự nguy hiểm và thấy sự xuất ni đấy của các dục. Đấy, ví dụ như là mình phải này, yêu này nó cũng là một cái tham dục mà yêu thôi, nhưng đâu phải là cái gì mà yêu. Mình tham dục cái gì mình thấy người ta đẹp, đấy là tham về nắm sắc. Thì trong cái bài kinh trước Đức Phật đã nói vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ni đối với sắc. Thì mình hãy quán cái người yêu đó, mai mốt nó sẽ, người này nó sẽ chết đi, nó sẽ thối rữa ra, nó trương sình lên, ròi bọ nó chui ra mắt tai mũi lưỡi, thân hay là toàn thân thể nó toàn là ròi bọ hôi tanh, do mình không nhìn thấy thôi chứ kính hiển vi nhìn thấy hết. Hay là cái tâm mà có định thì quán ba hai thể trược, thấy ròi bọ nó ăn ở trên ba hai thể trược đấy, nó sống đấy, nó sinh sản đấy, nó chết ở đấy, nó đi vệ sinh giết ra đấy, mình sẽ thấy cái sắc đó rất là hôi thối, thì nhàm chán đối với sắc thì hết, không còn yêu sắc nữa. Thì mình yêu đó người ta vì cái gì, yêu người đó vì cái sắc, hay người yêu người ta vì cái tâm tánh của người ta hiền hậu, hiền hòa, thì mình quán những cái tâm tánh đó nó là vô thường, khổ vô ngã, sanh diệt hay thay đổi, vui ít khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn. Thì rồi có được cái tuệ quán, có được cái sự chánh kiến, có được cái sự nhìn nhận một cách sâu sắc về cái sự nguy hiểm của các cái sắc, về sự nguy hiểm của các cái tình cảm, về sự nguy hiểm của các dục như thế. Và mình nhàm chán với các dục, nhàm chán với yêu đương thì mình cũng nhàm chán với vợ chồng. Như một người đó có vợ mà mình muốn thoát ni khỏi cái người vợ ấy, thì mình cũng phải quán đến cái sự nguy hiểm, đến cái sự bất tịnh của cái thân thể, hay là quán về cái sự nguy hiểm của cái tình ái, vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Ái tình, ái dục nó là nguyên nhân của khổ đau, của luân hồi, của tái sinh vô lượng kiếp. Giống như thái tử Thất Đạt Đa mà thấy Gia Du Đà Na, hay là thấy những cung nữ ngủ những cái hôi tối nó rò rỉ ra và thấy kinh khủng, khiếp sợ và sẵn sàng từ bỏ. Thì bây giờ một cái người mình có cái quyết định mạnh, có cái quán chiếu mạnh thì mình cũng sẵn sàng từ bỏ được. Nên từ bỏ cái con đường tình ái đó để đi tìm một con đường thoát ni khỏi tình ái, thì mình phải tu tập những cái pháp về quán, về tử thi, về sắc chết, về sự chết, về sự vô thường của vô ngã đấy. Tức là thực hành thiền chỉ, thiền quán mà mình đạt được cái thiền chỉ, thiền quán đấy, nó sẽ làm cho mình ni dục, ni bất thiện pháp. Thế nên là rất là nhiều người mà khi có thể đi đến tham gia một cái khóa thiền ngắn ngày hoặc dài ngày một chút, thì đấy có thể đắc được các tầng thiền. Là tự nhiên nó ni dục, nó ví dụ một cái người mà chưa đắc thiền, chưa đắc chỉ quán ấy, thì cái tâm tham dục nó còn rất là lớn, nên người đó còn ưa thích cái đời sống yêu đương vợ chồng. Nhưng mà một cái người nào mà tu tập mà thực sự chứng đắc các cái tầng thiền mạnh rồi, nó sẽ ni dục rồi, tâm nó thanh tịnh rồi, nó lại thấy cái hỷ lạc của cái sự thanh tịnh, cái đời sống thanh tịnh này mới cao thượng, mới thù thắng, mới an vui, mới hạnh phúc. Còn cái đời sống chạy theo ham dục kia là khổ đau, vui ít khổ nhiều. Giống như một cái người bị bệnh cùi, bệnh hủi mà nó cứ hơ cái vết thương lên ngọn lửa, tưởng đấy là hạnh phúc, nhưng mà cái người khỏi bệnh rồi mới thấy nó hạnh phúc hơn, nhìn thấy cái người còn đang hơ nửa đấy thấy đáng thương. Người còn tham dục tưởng tham dục là hạnh phúc, chạy theo tham dục, nhưng mà cái người ni dục rồi nhìn mấy người tham dục thấy rất là đáng thương, rất là khổ. Nên là luôn luôn tìm cách lôi kéo nó hãy bỏ dục đi, chạy theo con đường ni dục này, an vui hạnh phúc hơn. Thế là như thế. Thế thì nếu mà muốn ni dục đấy, ni hết tình cảm yêu đương đấy, thì
hãy hành thiền cho đắc định đi, xong là hành đến thiền quán, thiền tuệ nữa, nó đoạn trừ được tham dục thì đảm bảo chắc chắn là sẽ bỏ, chạy ra khỏi tình yêu, chạy ra khỏi đời sống vợ chồng, sống bằng cái đời sống không vợ chồng. Dạ, con đưa thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Là con tin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, thu thúc lục căn có ý nghĩa là gì ạ? Và hành là sẽ được gì khi thu thúc lục căn ạ? Con xin chiên sư ạ. Thu thúc lục căn ở đây là sáu căn của mình ý, nó nếu một cái người không thu thúc, có nghĩa là cái người đấy luôn luôn để cho nó ưa thích cái cảnh trần, ví dụ như con mắt ưa thích những cái cảnh sắc, nếu cái người đấy luôn luôn nhìn vào những cái sắc khả ái hấp dẫn và đắm chìm, đắm nhiễm, và trong đó sẽ bị những cái sắc dục ấy nó thiêu đốt, nó làm cho tâm trí bị mê loạn, bị tán loạn, bị phân tâm, và sẽ trở thành nô lệ cho tham ái với sắc. Tai mình cứ nghe những cái âm thanh mê ly ưa thích thì mình sẽ chạy theo âm thanh, mê loạn và chạy theo âm thanh. Mũi mình ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm như thế. Vì vậy nên là thu thúc có nghĩa là tránh né cái gì nó khả ái hấp dẫn lôi cuốn thì mình tránh, đừng có tiếp xúc, đừng có nhìn, đừng có nghe, đừng có ngửi, đừng có nếm, đừng có chạm. Cái gì cũng nhìn nghe ngửi nếm chạm thì loạn tập, mê loạn nó sinh lên. Đấy là thu thúc lục căn sẽ làm cho mình làm chủ được cái tâm ý của mình. Thì cái người thu thúc lục căn sẽ được cái lợi lạc là cái tâm nó không bị tham ái, không bị chấp thủ, không bị mê loạn với sáu cảnh trần. Đấy là thu thúc lục căn như thế thì cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, cái người đấy mà hành thiền nó đắc định rất dễ dàng, rất nhanh chóng, và cái người đấy có thể tu đắc đạo quả được. Còn những người không thu thúc lục căn thì thứ nhất hành thiền không bao giờ đắc định, luôn luôn tán loạn, bởi vì cái tâm của mình nó bị mê loạn với cảnh trần, và cái người đấy bị tham dục chi phối khủng khiếp và không chế ngự được tham dục, và cái người đấy sẽ sống với cái tâm bị tham dục thiêu đốt cuồng loạn, cái người không thu thúc lục căn. Còn những người thu thúc lục căn nó sẽ có lợi ích như vậy, tâm trí luôn luôn được an tịnh, định tĩnh, phát triển được cái tâm tự tại, chánh trí, đi đến giác ngộ, giải thoát niết bàn. Đấy là nó có lợi ích như thế. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Huệ Thượng Ân ạ. Dạ, kính bạch sư, ngày trước do không hiểu biết, con đã dùng wifi của gia đình khác mà không xin phép, hoặc là con chưa xin phép con cái của chủ nhà, nhưng không xin phép chủ nhà. Bây giờ con đã hiểu đó là trộm cắp và thay đổi. Nếu con trả tiền wifi cho chủ nhà để đền bù những ngày đó thì con vẫn phải chịu quả báo do tội trộm cắp, có đúng không ạ? Nếu như cái đương nhiên là nếu như mình biết đây là cái tài sản của người khác, mình đã cố tình lấy trộm thì đương nhiên là mình có cái hành vi trộm cắp, nó có để lại cái tội trộm cắp. Mà cái tội trộm cắp đấy mình nhận ra rồi, mình có cái sự sám hối, đền bù lại, thì cái lúc đấy nó lại có cái phước của cái sự nhận ra cái nỗi lầm đó, có cái sự đền trả lại. Nhưng mà cái tội trộm cắp nó kết thành tội, không phải là cái phước mà nó có thể tiêu trừ được cái tội. Nhưng cái tội đó do mình nhận ra thì nó cũng đã giảm bớt đi rất là nhiều. Thì cái đấy sau này nó có cho ra cái quả báo thì nó cũng không quá là nặng, không quá là lớn như một cái người mà không có nhận ra nỗi lầm và không có sám hối nỗi lầm. Thì đấy là một cái hình thức sám hối những cái nỗi lầm của mình. Đương nhiên là cái quả nó vẫn có quả, chứ không thể nói rằng là mình làm việc phước mà mình lại không trả quả của những tội lỗi mình đã làm. Từ khi mình tu chứng đắc A-la-hán thì mình mới không còn bị trả cái quả báo sau khi mình đã đại bát niết bàn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Huệ Thượng Ân ạ. Dạ, con kính bạch sư, chủ trang web nêu điều khoản sử dụng là được phép sử dụng trong lớp học và không được sử dụng trong mục đích thương mại. Con định dùng tài liệu của trang web cho học viên cá nhân và học viên nộp phí trực tiếp cho con. Nếu con tác ý là không bán tài liệu nhưng nhận học phí thì con không phạm tới trộm cắp, đúng không ạ? Chủ cái trang web đấy thì sẽ tức là phục vụ cho cái việc học tập, nhưng mà cái người này lại dùng xong là lại giảng dạy bài cho học sinh, học viên. Thì mình sử dụng giảng dạy với cái học tập ấy thì nó cũng giống nhau thôi, nó cũng là một cái làm cái việc đấy
đôi khi nó sẽ cái quan trọng là nó phù hợp với cái người chủ có cái trang web đấy hay không. Cái người chủ có cái trang web đấy, người ta sẽ đồng tình với cái việc đó thì mình không phạm. Tức là người ta đồng tình với cái việc là cái những cái kiến thức trên cái trang web của tôi sẽ để phục vụ cho những cái người học hỏi tiếp thu những cái kiến thức của mọi người. Thì cái người chủ đấy, người ta có tư tưởng đấy, người ta muốn phổ biến, muốn phổ thông cái kiến thức đó đến mọi người thì không phạm giới. Trừ khi mình dùng cái đấy mình buôn bán, mình mua bán làm cái việc gì đó nó mang cái tính trao đổi, buôn bán thì lúc đấy mình mới phạm giới. Còn đây mình là truyền đạt cái kiến thức thì nó không phạm giới. Mình không có trực tiếp buôn bán với học sinh mà do mình ăn lương của nhà nước. Mình, thì cái đấy, hai cái điều này nó sẽ khác nhau. Có thể là mình đã nghĩ về giới nó hơi cực đoan quá thì nó cũng sẽ sinh ra cái trạng hối. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Minh Hùng ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư phụ bố thí pháp cho con về cân bằng ngũ căn ngũ lực, vì con vẫn hiểu chưa rõ ràng trong việc hành thiền để đạt được tự lợi lạc ạ. Ngũ căn ngũ lực trong cái lúc hành thiền đúng là có cái pháp ngũ căn ngũ lực này quan trọng, nhưng mà cũng có người sẽ biết cách quân bình, có người không biết cách quân bình. Ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và nó cần được quân bình, nó cần được quân bình với nhau. Tức là mình có niềm tin vào cái con đường tu tập của mình, niềm tin giáo pháp, niềm tin vào cái sự thực hành thiền này, đấy là tín. Nhưng mà không phải là mình tin một cái mù quáng, mà mình tin có chọn lọc, có lựa chọn, có trí tuệ, hiểu biết cái gì đáng tin và cái gì không đáng tin. Tin nó có giới hạn, chứ không phải là tin vô hạn, không phải ai nói gì cũng tin. Mà tin có suy xét, biết rằng à cái này đúng phù hợp với pháp, đúng pháp của Phật, mình nên tin thì được. Còn cái người nào nói ra một cái pháp gì đó nó không có trong kinh điển mà mình cũng tin thì đấy là mê. Vậy nên là tín cần phải quân bình với tuệ, là niềm tin đừng có quá mù quáng, và tuệ cần quân bình với tín. Tức là cái người có trí tuệ mạnh quá thì không tin một cái gì cả, ai nói ra cái gì cũng suy xét, cũng phân tích, sau là nghĩ rằng mình phải mắt thấy tai nghe tường tận, suy luận phân tích đánh giá được vấn đề mới tin, thì cái người đấy trí tuệ mạnh quá lại là chứng ngại. Có những cái mà mình cần phải tin vì mình chưa thấy. Ví dụ như là có những cái người nói rằng có con đường để đi đến Niết Bàn, thì đó bảo bao giờ tôi thấy Niết Bàn tôi mới tin, tôi mới đi. Thì người đó không bao giờ thấy, vì mình không đi sao bao giờ mình thấy được, không đến nơi sao thấy được Niết Bàn. Vậy có những người nói rằng có thiên đường, có địa ngục, nhưng cái người lý trí mạnh quá, khi nào tôi thấy thiên đường tôi mới tin, tôi thấy địa ngục tôi tin, mà tôi không thấy tôi không tin. Thì cái người đấy lý trí mạnh quá. Lý trí mạnh quá như thế trở thành một cái người náu cá, một cái người bất thiện. Và cái lý trí mạnh đấy nó sẽ làm cho cái người đấy không có tin những cái pháp thượng nhân, và cái người đấy sẽ là chướng ngại, không có thực hành pháp được. Vậy có những cái mình phải tin, và được rồi, tôi tạm thời tin và tôi sẽ thực hành xem sau này tôi có thấy những điều đó không. Đấy thì được. Vậy thì mình có phải có tín và có tuệ, hai cái này nó được quân bình với nhau. Đừng có mạnh về đức tin quá, nhưng cũng đừng có mạnh về lý trí quá, hai cái này phải quân bình vừa phải. Cái thứ hai là tin quân bình giữa tinh tấn và định. Tinh tấn ở đây là một cái người mà tu tập, nhất là hành thiền, mình phải rất là tinh tấn, cố gắng, nỗ lực hết mình. Nhưng cũng đừng tinh tấn quá. Tinh tấn quá nó trở thành thái quá, nó trở thành bị mệt mỏi, bị căng thẳng và bị đuối sức lúc nào không hay. Mình sẽ bị gục ngã khi mình chưa đến đích. Như một cái người cố sức chạy chạy lúc đứt hơi, chết giữa đường, chưa đến nơi. Như vậy cái hành thiền thế, cũng tinh tấn vừa ôi, tinh tấn quá mình sẽ kiệt sức đến lúc sinh ra bệnh tật, không còn sức để mình sợ hãi, chán nản để bỏ cuộc lúc nào không hay. Vậy cho nên là mình tinh tấn vừa vừa, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi một tí. Và tinh tấn nó được quân bình với định. Định ở đây là một cái trạng thái tĩnh lặng, một cái trạng thái nhất tâm, định tĩnh. Thì mình cần định đấy, nhưng mà định mà thái quá nó sẽ trở vào thụ động, nó sẽ trở vào bị mê mờ. Ví dụ như là khi mình chú tâm, mình nhất tâm quá, mình định tĩnh quá, một lúc sau cái tâm nó chìm xuống, nó trở thành vô thức. Và cái lúc đấy cái định nó mạnh quá, nó rơi vào vô thức là mình mất định, nó lại không có thành tựu được. Vậy cho nên là định nó cũng phải tinh tấn, tức là thỉnh thoảng mình cũng phải gắng lên một tí, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải định tĩnh lại một tí. Đấy là hai cái đấy nó quân bình với nhau. Thì đấy là năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì mình quân bình tín với tuệ, định với tinh tấn. Còn niệm thì không cần quân bình với cái gì hết. Niệm mình có mặt, luôn luôn cần có mặt. Đấy là gọi là năm căn. Còn năm nực, có là tấn nực, tín nực,
tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, thì các căn này dần dần nó lớn mạnh lên thì nó trở thành lực. Ví dụ như là một cái người mới học đạo, niềm tin rất là yếu, nhưng học đạo một thời gian dài, thực hành một thời gian, mình có kết quả rồi, niềm tin sẽ trở nên rất là mạnh mẽ. Thì đấy gọi là cái đức tin lúc đầu nó yếu, sau nó mạnh lên thì gọi là tín lực. Cái đức tin nó mạnh và hoàn hảo nhất là khi một người đó chứng được đạo quả, sơ quả, thì đức tin đấy mới trở thành tuyệt đối. Người chứng sơ quả rồi thì không bao giờ đức tin nó thay đổi. Còn những người mà phàm phu, dù có tốt đến mấy, nhưng mà niềm tin nó sẽ lúc này, lúc này tin nhưng mà lúc sau sẽ nghi. Đấy, còn một bậc vào siêu thế thì người ta mới có đức tin tuyệt đối, không bao giờ thay đổi. Đấy gọi là tín lực. Thứ hai là tấn lực. Là cái người mới học đạo thì tinh tấn nó cũng yếu, chưa mạnh. Nhưng mà một thời gian dài rồi thì cái tinh tấn nó sẽ mạnh dần lên. Đấy gọi là tấn lực. Niệm lực là cái chánh niệm vậy. Lúc mới đầu mình mới thực hành cái chánh niệm, nó lúc có lúc không, sau đó nó sẽ mạnh lên. Định lực là thế, lúc mới đầu cái định nó yếu, nó tăng dần lên. Tuệ lực là thế, lúc mới hành thiền thì nó ít, mà sau đó mình sẽ tín tấn định niệm tuệ, nó sẽ càng tăng lên. Ý muốn nói là khi người mà có thực hành cái pháp thiền này thì cái tín nó sẽ tăng trưởng rất nhanh, tấn tăng trưởng rất nhanh, niệm định tuệ nó sẽ tăng trưởng rất nhanh, và nó sẽ trở thành tín lực, tấn lực, niệm định tuệ lực trong khi mà mình tu tập một thời gian. Đấy được gọi là năm căn năm lực là thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, bạch sư, xin sư chỉ giúp con cách giữ chánh niệm trong lúc cận tử ạ. Chánh niệm trong lúc cận tử, cái lúc mà sắp chết thì cần giữ chánh niệm. Thì cái lúc cận tử ấy, thì trong cái đời sống thường nhật hàng ngày mình hay tu tập cái pháp môn gì, thì cái thời cận tử mình hãy để tâm đến cái pháp môn đó. Nếu như một cái người mà trong thường nhật hàng ngày người đó hay làm cái việc như là bố thí, thì lúc cận tử hãy nghĩ đến việc bố thí của mình và nguyện sinh thiên hoặc nguyện sinh nhận làm người, trở thành người như thế nào ở trong tương lai, lúc đấy mình nguyện thì nó thành tựu. Hay là cái người đấy hay tụng kinh thì lúc cận tử thì hãy nhớ đến những cái bài kinh, hay niệm Phật thì lúc cận tử hãy nhớ đến hình ảnh Đức Phật. Cái người đấy thường hay giữ giới, năm giới, bát quan trai giới thì lúc cận tử hãy nhớ đến giới. Cái người đấy hay ngồi thiền thì lúc cận tử hãy nhớ đến cái pháp thiền. Ví dụ như là từ trước đến giờ mình hành thiền hơi thở sung mãn rất là lâu năm, thì bây giờ lúc cận tử mình hãy để tâm vào hơi thở và giữ chánh niệm và ra đi với cái hơi thở đó. Thì đấy là mình nhớ lại những thiện nghiệp của mình, nhớ lại những cái pháp môn tu thiện pháp của mình, và cố gắng duy trì cái tâm tỉnh giác chánh niệm đó đến cái lúc mà mình tắt thở, đừng để nó tán loạn. Vậy thì cái lúc đấy mình muốn giữ được chánh niệm thì đừng có để cho cái tâm nó loạn tạ năng xăng. Những người thân ở xung quanh người ta phải biết hộ trì, người ta đừng có gào thét, người ta đừng có náo loạn lên. Thì cái tâm của mình luôn hướng về một cái thiện nghiệp, cái thiện pháp mình đã làm đấy một cách rất là vững chắc, thì mình sẽ ra đi với chánh niệm. Thì ra đi với chánh niệm thì tương lai của mình sẽ rất là thù thắng, rất cao thượng. Ra đi với cái tâm tán loạn thì rất nguy hiểm, có thể bị đọa vào cõi khổ đau. Vậy thì bây giờ mình chưa chết thì phải cố gắng huấn luyện cho mình, tức là thực hành một cái pháp môn gì đó rất là súc mãn, rất là mạnh mẽ, rất là thường xuyên. Ví dụ như là mình giữ giới hay hành thiền, thì giờ mình phải chuyên tâm một cái pháp thiện đó hàng ngày hàng ngày. Những ngày nào cũng phải dành ra một vài giờ để hành thiền và cố gắng duy trì cái thiện pháp đấy cho đến lúc chết, thì cái thiện nghiệp đấy nó rất là mạnh, và mình chết với cái thiện nghiệp đấy thì rất là thù thắng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Tấn ạ. Dạ, con thưa sư, đối với hai cách tu tập là thuần quán và chỉ trước quán sau, nếu một hành giả có đủ ba la mật thì cách tu tập nào giúp họ chứng đạo nhanh nhất trong thời bây giờ ạ? Nếu một hành giả không đủ ba la mật, là người nhị nhân, mỗi phương pháp tu tập có thể tạo ra phước ba la mật như thế nào ạ? Và nên lựa chọn phương pháp phù hợp với mình như thế nào? À, con xin kính tri ân sư. Thế có hai hạng hành giả, một hành giả là thuần quán, hai là hành giả chỉ quán. Tức là cái hành giả thuần quán là bắt đầu tu tập là đi thẳng vào thiền quán, không quan thiền định, đi thẳng vào phân biệt danh sắc, quán duyên khởi, quán vô thường của vô ngã và đi đến chứng niết bàn. Có thể con đường này cũng nhanh nhưng nó chỉ phù hợp với cái người có cái tuệ mạnh đấy thôi, cái căn cơ đấy.
Còn hạng chỉ quán là mình sẽ thực hành thiền định trước và thực hành thiền quán sau. Và cái này nó cũng sẽ phù hợp với những người có ba la mật về thiền định, có người thì phù hợp với người ba la mật về thiền quán. Nhưng mà từ Đức Phật đến các bậc thượng thủ A-la-hán, các bậc đại A-la-hán, những cái bậc cao thượng đều đi theo con đường chỉ quán, tức là thiền định trước, thiền quán sau. Ví dụ như Đức Phật khi ngồi thiền thì trước khi thành đạo, Ngài cũng hành thiền hơi thở, Ngài cũng vào sơ nhị tam tứ thiền. Rồi sau đó thì Ngài chứng được các pháp thần thông trước, thiền thông đạo quả mới đến sau, thiền mới đến thần thông, đến đạo quả đến sau. Thì sau đó Ngài chứng được túc mạng trí, thiên nhãn trí, sau đó Ngài mới chứng nậu tận trí. Đấy là Đức Phật cũng đi theo nội trình thiền chỉ, thiền quán. Các bậc thượng thủ như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng sẽ hành thiền định trước, thiền quán sau. Đức Phật cũng dạy cho các vị đấy hành tứ thiền bát định, rồi sau đó mới chuyển sang thiền tuệ quán. Các bậc đại A-la-hán như Ngài A-lan, Ngài Kassapa, Ngài Yuvani, tất cả những bậc đại A-la-hán cũng đều thực hành thiền chỉ quán. Và những bậc chỉ quán là những bậc thân chứng, những vị mà có tam minh nục thông tứ tuệ phân tích, là những bậc có cả hai thiền chỉ và thiền quán. Thì những người mà đi theo con thiền chỉ quán là thù thắng hơn. Còn những người mà thuần quán, chỉ có mỗi cái pháp thuần quán thôi, khi chứng được cái đạo quả A-la-hán thì chỉ chứng được tam minh mà không có nục thông, tức là các vị đấy chỉ có thiên nhãn minh, túc mạng minh và nậu tận minh, và các vị ấy không có các cái pháp thần thông khác như là tha tâm trí hay là thần túc thông, thiên nhĩ trí. Thì đấy là nó sẽ có sự khác nhau như vậy. Cho nên là đi vào con đường chỉ quán vẫn là cao thượng hơn tuần quán, và đấy là con đường tuần tự hơn và nó sẽ dễ đi hơn. Em mình hành thiền định trước, có cái định trung mãn rồi làm nền tảng cho thiền tuệ, thì sau này cái trí tuệ nó rất là thâm sâu. Trí tuệ được phát triển trên những cái tầng thiền định cao thượng thì trí tuệ đấy mới rộng lớn, cao sâu, thâm sâu hơn là trí tuệ chỉ dựa trên cái tâm thông thường. Đấy là cái pháp là chỉ quán sẽ thù thắng hơn. Còn tuy nhiên nó cũng còn tùy nhân duyên, Đức Phật mới nhìn được cái người này có nhân duyên với con đường chỉ quán nên Đức Phật sẽ dạy chỉ quán. Đức Phật mới nhìn nhận được người này không có nhân duyên với thiền định, chỉ có nhân duyên với thiền quán, nên Đức Phật chỉ dạy mỗi thiền quán không. Thì cái năng lực đấy, cái trí tuệ đấy, cái khả năng đấy chỉ có nơi Đức Phật chánh giác thôi. Bây giờ Đức Phật chánh giác nhập Niết Bàn rồi, các vị thầy về sau này chỉ dạy theo kinh nghiệm của mình. Một vị thầy có thiền chỉ quán thì sẽ dạy người khác theo nội trình của mình, đó là thiền chỉ quán. Còn những cái vị thầy thuần quán dạy theo cái kinh nghiệm của mình, đó là thuần quán. Còn những người đến học pháp với các vị đấy là tùy duyên, ai có nhân duyên đến với vị thầy thiền chỉ quán đấy thì vị thầy đấy phải dạy theo kinh nghiệm mình. Tôi đã học chỉ quán rồi, tôi cũng dạy lại chỉ quán. Cái vị kia chỉ có thuần quán, không trải qua thiền định, vị đấy chẳng dạy được thiền định. Cái vị mà không có tu tập thẳng vào thiền quán rồi cũng rất khó, và cũng chẳng dạy được thiền quán, thuần quán. Cho nên là thời mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì phải hành theo kinh nghiệm của cái vị thầy ấy. Cho nên là vị đệ tử có thể đi chọn các cái vị thầy để mà học. Học với vị thầy chỉ quán một thời gian, thấy không được thì đi học với vị thầy thuần quán. Học vị thầy thuần quán một thời gian không tốt lại trở về vị thầy chỉ quán. Rồi cứ học như thế, để đến cái vị nào mà thấy cái pháp của mình nó tiến bộ thì đây là phù hợp. Còn bây giờ nói rằng mình phù hợp với gì, thời này phù hợp với gì thì không nói được. Mình phải thử, mình phải học rồi mình mới tự mình nhận ra là mình có phù hợp hay không. Còn trong kinh Đức Phật chỉ là các cái hạng người, người có đức tin, người có tuệ, người tư duy thì nó phù hợp với những pháp môn. Người có đức tin mạnh ấy, thì sẽ phù hợp với những pháp thiền niệm ân Đức Phật, niệm pháp niệm tăng. Thời người mà có trí tuệ mạnh thì đi vào thiền niệm tứ đại thuần quán luôn cũng được. Còn người mà có tư duy mạnh thì đi vào thiền hơi thở trước, để nó bớt cái tư duy đi, nó đi vào định tĩnh. Hay người có tánh tham, tánh sân, tánh si. Tánh tham thì phải quán bất tịnh, quán thân bất tịnh nhiều. Tánh sân thì nên giải tâm từ, hành thiền tâm từ. Tánh si thì cũng nên hành thiền hơi thở để nó không năng xăng. Thì đấy là dựa theo cái căn tánh. Nếu mình nhận định ra được mình là người căn tánh gì thì rất là dễ để nhận, để lựa chọn một pháp thiền phù hợp với mình. Nhưng mà cũng có người nhận định ra được, có người không nhận định ra được. Thì mình phải thử qua các pháp thiền, rồi sau đó mình thấy mình phù hợp với pháp gì thì đi chuyên sâu về pháp đó. Thời bây giờ là vậy. Dạ, con thưa sư ạ.
Con xin đọc câu hỏi từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, nếu có một lúc nào đó tinh thần của con bị chán nản trong công việc hoặc cuộc sống, thì con nên làm gì ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà tinh thần mình bị chán nản thì mình hãy thực hành những cái pháp khiến cho mình phấn chấn lên. Thì những cái pháp mà khiến cho mình hoan hỷ, tăng trưởng cái hoan hỷ lên, ví dụ mình đang buồn phiền, chán nản ấy, thì mình niệm ân Đức Phật là nó sẽ nhanh hoan hỷ nhất. Nhưng mình phải hiểu sâu về các ân Đức Phật. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự, trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Khi mình niệm tưởng niệm đến ân Đức Phật, mình hoan hỷ với ân Đức Phật, thì cái chán nản nó cũng tiêu đi. Hoặc là mình tưởng niệm đến giới, mình hãy thọ bát quan trai giới hay ngũ giới. Sau đó mình hãy thực hành thiền niệm giới, quả thật các giới ta đang thọ trì, không bị đứt, không bị nùng, không bị ô nhiễm, không bị vụn nát. Và cứ niệm niệm như thế, cái hoan hỷ vì cái giới trong sạch của mình nó sẽ tăng lên, nếu người đó là cái người hiểu về lợi ích của việc giữ giới. Hoặc là một cái người đó hãy niệm về sự bố thí, tức là mình hãy làm cái việc bố thí cúng dường đến ai đó, cái việc thiện đó, sau đó mình tưởng niệm đến cái hạnh bố thí đó, là quả thật thế gian này có nhiều cái bỏn sẻn san tham, ta sống không bỏn sẻn san tham, ta bố thí với tâm rộng mở, với cái bàn tay rộng mở, với cái tâm hoan hỷ, với cái sự mong cầu của có người đến xin. Cứ tưởng tưởng niệm như thế, mình hoan hỷ với những cái thiện nghiệp, với những cái pháp bố thí đó, thì lúc đấy những cái tâm hoan hỷ nó sẽ khơi dậy và mình thấy cuộc đời nó có ý nghĩa. Khi mà một cái người thấy cuộc đời vô nghĩa vì người ta không làm những cái việc có nghĩa, có lợi ích, không có lý tưởng, không có lý trí, người đấy sẽ trở nên buồn phiền, chán nản, bất mãn cuộc đời. Vậy thì cái người đấy cần phải làm cái gì đó để mình có những cái hy vọng về cái hạnh phúc, về cái an vui lâu dài ở tương lai. Thì đó là mình hãy thực hành những cái thiện pháp nào đó như niệm Phật, hay là niệm giới, hay là niệm về bố thí, nó sẽ làm cho mình phấn chấn lên, mình sẽ hết cái chán nản đó đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Thiện Chí ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư hoan hỷ hướng dẫn hoặc có các yêu cầu về công việc hàng ngày, thời gian tập sự cho người muốn tập sự xuất gia tại chùa Phúc Minh ạ. Dạ, con nói lại. Con xin đọc lại ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư hoan hỷ hướng dẫn hoặc có các yêu cầu về công việc hàng ngày, thời gian tập sự dành cho người muốn tập sự xuất gia tại chùa Phúc Minh ạ. Dẫn về một người ý muốn nói là có một người muốn đến tập sự xuất gia ở chùa Phúc Minh thì nên làm những bổn phận gì và những tuần tự những cái công việc như thế nào. Thực ra ở chùa Phúc Minh thì chỉ chuyên tu là chính. Ví dụ một cái người đến mà nói là xin tập sự để xuất gia thì đầu tiên là sư sẽ vẫn dạy cho người đó hành thiền hàng ngày, tức là vẫn phải thực hành đầy đủ các cái thời khóa hành thiền chỉ quán. Và cái việc đầu tiên, cái pháp đầu tiên vị đó cần phải học đó là luật nghi của người xuất gia. Ví dụ như vị đó phải học tam quy và mười giới bằng tiếng Bali, bằng tiếng Việt, phải thông thạo và hiểu rõ ra các chi pháp của các giới, tức là phải học để mà hiểu phân tích ra, ví dụ giới không sát sinh gồm bao nhiêu chi, pháp không trộm cắp, không hành dâm, nói dối, uống rượu, những cái chi pháp đó, tức là phải học thông thạo về những cái giới. Về những cái giới của người xuất gia đấy, người xuất gia các cái chi pháp hiểu về những cái pháp nào thì sẽ là phải sám hối, những cái pháp nào sẽ đứt giới và sẽ bị trục xuất. Có những cái vị mặc dù mình thọ giới rồi nhưng mà mình không hiểu về giới, sau này mình phạm vào những cái giới mà bị tẩn xuất, bị trục xuất và không bao giờ được xuất gia trở lại nữa. Như là chẳng may cái người đó xuất gia rồi mà phạm vào cái giới như là nói dối pháp thượng nhân, mình chưa đắc đạo, mình đắc đạo nói dối, phạm vào những giới như là hành dâm, vào những cái giới nói dối hay vào những giới trộm cắp, chẳng qua mình cố tình lấy trộm cắp một cái tài sản gì đó của người khác, mình đứt giới, hay là phỉ báng Phật pháp tăng, thì là những cái giới có tà kiến, hay là mình chia rẽ tăng, thì những cái giới đó mình cần phải học để biết và để thực hành để mà không phạm vào những cái giới đó. Thì trước khi xuất gia mình phải hiểu cái luật nghi người xuất gia là như thế, đi xuất gia rồi cái uy nghi cần phải học những cái gì. Đấy là phải học những cái học pháp, oai nghi đi đứng nằm ngồi, cư xử, cái hình tướng người xuất gia nó cần phải thay đổi. Và người đó phải tập sự một thời gian để biết là mình xuất gia mình sẽ trở thành cái người như thế này, như thế kia, thì mình có chấp nhận được cái điều kiện đấy không.
sau đó học những cái pháp, học những cái bài kinh tụng hàng ngày bằng tiếng Bali và bằng tiếng Việt, mình cần phải học và thuộc ghi nhớ những cái bài đó, nó rất là phổ thông đấy. Thế là những cái pháp học sơ cơ, còn sau đó thì lâu hơn nữa thì mình sẽ học đến những các cái bộ kinh, kinh trung bộ này, kinh trường bộ, kinh tăng minh bộ, tiểu bộ, tức là học theo cái cách là nghiên cứu hoặc học cực lòng. Ví dụ những cái bài kinh pháp cú ngắn thì mình nên học thuộc, cái gì nó khó quá mình không thuộc được thì mình cũng phải đọc hiểu biết, học các cái bộ luật về lớn hơn, những bộ luật của người xuất gia, những cái luật nghi, những cái luật nghi của người xuất gia. Đầu tiên học những cái vắn tắt, sau đó thì học chi tiết đến các cái bộ luật, rồi học đến các bộ luận, vi diệu pháp luận, thì có nghĩa là mình cần phải học kinh luật luận, đấy là những pháp học. Thì trước khi xuất gia phải có được một cái kiến thức tương đối, ví dụ như là vị đó phải hiểu về nhân quả nghiệp báo, hiểu về lịch sử cuộc đời Đức Phật. Nhưng chẳng lẽ người tu xuất gia mà không biết thì Đức Phật là ai, như thế nào thì không được. Mình phải hiểu về các ân Đức Phật, ân pháp, ân Đức Tăng, thì cũng cần phải hiểu, nắm được. Ngoài những cái giới luật ra cũng phải có được một cái kiến thức căn bản về Phật pháp, rồi sau đó tu tập mình sẽ học nhiều hơn. Còn hàng ngày thì hành thiền, thì ngoài việc đó khi còn làm cư sĩ thì thọ trì bát quan trai giới và thực hành thiền chỉ quán miên mật. Ở chùa thì đa số chỉ có hành thiền vậy, còn các cái phận sự công việc thì tùy duyên, cũng không có đáng kể, không có nhiều gì. Những cái công việc hàng ngày thì quét dọn vệ sinh cho nó sạch sẽ, chùa chiền những cái môi trường tu cho nó thanh tịnh sạch sẽ thôi, chứ ở trong chùa không có những cái phận dựng, những cái việc nao tác lớn, hay là không có những cái việc như là phải đi phục vụ tín ngưỡng dân gian rất là nhiều, rất là ít. Những cái việc những cái công việc thì rất là ít, nhưng mà cái sự tu hành thiền và học pháp thì nhiều. Thì cái người tu sẽ được lựa chọn hai pháp, mình chuyên sâu về pháp hành hoặc chuyên sâu về pháp học. Mọi người chuyên sâu về pháp hành thì cứ mình vẫn học một chút, nhưng mà dành hầu hết thời gian để hành thiền. Có những người mà hành thiền cảm thấy chưa phù hợp, chưa tiến bộ thì có thể chuyên sâu về pháp học. Pháp học đấy thì sẽ có những cái căn bản từ thấp đến cao, học bao nhiêu cũng được, có khả năng mà học thuộc lòng được cả tam tạng kinh thì càng tốt. Thì có học suốt đời không bao giờ hết, nói chung là pháp của Phật với người đi xuất gia là vậy, học không bao giờ hết, và thực hành cái pháp hành cũng thế, mình sẽ hành cho đến khi nào rốt ráo thì thôi. Thế thì chủ yếu là chỉ có hai pháp. Đối với một người từ khi thập tự xuất gia cũng thế, mà sau khi đã xuất gia rồi cũng vậy, cái chú trọng vào hai pháp là pháp học và pháp hành. Thì các cái phận sự khác thì không đáng kể. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đen Trắng ạ. Dạ con kính bạch sư ạ, khi Phật tử cúng dường vật thực cho chùa mà nhiều quá nên người hộ tăng đã tự trữ vào kho, và khi được người hộ tăng ấy lấy ra thì đồ đã hết hạn sử dụng, vật thực và gạo bị muối mọt hư hỏng không thể sử dụng được, thì sẽ phạm tội như thế nào ạ? Người hộ tăng đó có phải chịu trách nhiệm như nào và tội lỗi như nào trong nhân quả ạ? Và những vị tăng ni đang tu tập tại ngôi chùa đó có bị ảnh hưởng về sự cộng nghiệp không ạ? Và con muốn hỏi là khi vật thực lư thừa nhiều ở một ngôi chùa, cái tốt nhất để mình xả như thế nào cho hợp nhất với trong kinh điển ạ? Thưa sư, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con biết ạ. Tất cả các vị sư, các vị tỳ kheo hay là người xuất gia thì sẽ không được tích trữ những cái vật thực. Vậy cho nên là các thí chủ đôi khi cúng dường các vật thực thì phải có người hộ tăng, phải có cái ban hộ tăng tiếp nhận, và những người đấy mới được tích trữ những cái vật thực đó để hàng ngày dâng cúng lại đến chư tăng để cho nó hợp luật, cho hợp pháp. Chư tăng không có nhận tiền bạc, không nhận các cái vật thực mà không chỉ được, tức là không được giữ lâu dài. Có những vật thực chỉ được nhận giữ trong buổi sáng, đến chiều là phải xả rồi. Có những cái vật thực thì được giữ trong một ngày, không được giữ quá đêm. Có những cái vật thực thì được giữ trong một tuần, như là mật ong, đường, một số cái vật thực được giữ qua, không được giữ quá 7 ngày. Có những cái đồ thì nó thuộc về thuốc chữa bệnh thì được giữ lâu dài. Đấy là chư tăng có thể chỉ được giữ những cái lâu dài nhất, đó là thuốc chữa bệnh. Còn lại mọi cái khác thì đều do người hộ tăng hoặc là ban hộ tăng sẽ giữ gìn những cái vật thực đó.
Thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái trình độ, tùy thuộc vào khả năng, tùy thuộc vào cái tâm của cái người hộ tăng đó, hộ tăng như thế nào cho phù hợp nhất để không có phí phạm những cái tài sản, những cái vật dụng của những thí chủ đã cúng dường. Cúng dường đôi khi vì cúng dường quá nhiều mà chư tăng ít, hay là các người tu tập ở ngôi chùa đó ít, sẽ sử dụng không hết, đôi khi nó có sự dư thừa. Có sự dư thừa thì có sự buông xả, tức là buông xả mình có thể xả bỏ đến những người nào người ta hay hộ trì cho chùa, thì mình pháp được phép xả bỏ. Ví dụ người ta hay đến, người ta hộ trì, tức là người ta hay giúp việc để hộ độ cho chư tăng, mình vẫn có thể được buông xả, được xả những cái vật đó cho những người đó. Còn đôi khi vô tình hay cố ý để nó bị hư hoại rồi thì xả đi, xả bỏ đi thôi, chứ chẳng ai muốn như vậy. Nhưng mà nếu như một cái người nào mà cố ý rằng tôi sẽ để cho nó hư hoại cái vật này làm vi phạm của tam bảo, thì cái người đấy mới có lỗi. Người đấy cố ý để cho những cái vật của thí chủ không được sử dụng đến chư tăng, thì cái người đấy sẽ phạm vào cái lỗi đấy. Còn người ta không cố ý thì đôi khi do vô tình hay cố ý thì nó hư thì bỏ đi, cũng như thời Đức Phật cũng thế. Khi đi khất thực, các Phật tử người ta cúng dường quá nhiều, đôi khi sử dụng không hết, đôi khi vẫn phải bỏ ra một cái chỗ nào đấy. Cho nên là ở cổng tịnh xá đôi khi còn có cả một cái hang để chuyên môn bỏ những cái thức ăn thừa, tức là thức ăn dư thừa thì phải bỏ đi. Đôi khi có những người khác, những cái người lang thang không có đồ ăn thì người ta đi ăn mót những thức ăn, người ta đến người ta nhặt những thức ăn đó. Hay là Đức Phật cũng dạy rằng đôi khi những cái thức ăn của ta ăn thừa còn dư, ta sẽ bỏ đến những cái nơi không có cỏ xanh, hoặc đổ xuống nước không có côn trùng, tức là đôi khi không dùng hết vẫn phải bỏ đi. Đổ những nơi không có cỏ xanh là không để làm chết cỏ cây, đổ vào những cái nơi nước không có côn trùng là không để làm chết những cái côn trùng đó. Vậy thì thời nào cũng thế thôi, có những vật thực có khi thì thiếu, có khi thì thừa, cũng có khi mình sử dụng hết, có khi sử dụng không hết. Đó là cái chuyện là bàn hộ tăng. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là trí nhân ạ. Là xin sư hãy giảng rõ cho con hiểu về hữu biên và vô biên luận ở trong kinh Trường Bộ với bốn luận chấp với ạ. Là con xin tri ân sư ạ. Hữu biên và vô biên, thế giới là hữu biên hay vô biên? Thế giới là hữu biên hay vô biên? Thì Đức Phật nói ta không trả lời câu hỏi này vì đó là ý luận vọng tưởng. Một cái người người ta nhập định và người ta mở rộng cái ánh sáng là người ta thấy nó là vô lượng vô biên thì người ta nói là thế giới là vô biên. Còn những người người ta lấy một cái khoảng không gian có giới hạn, người ta mở vào đấy thì người ta nói là thế giới là hữu biên. Vậy thế giới là hữu biên hay vô biên, nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của một người phàm phu bình thường. Cho nên Đức Phật không trả lời câu hỏi đó vì đó là hí luận. Bốn thường chấp như nay tồn tại trong cái chết hay là không tồn tại, có tồn tại hay không tồn tại, hay không tồn tại. Thì những cái pháp này Đức Phật cũng không trả lời vì đó là hí luận, nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của cái người phàm phu tầm thường. Như này có tồn tại sau khi chết hay không, nói là có cũng là tà kiến, nói là không cũng là tà kiến, nói là vừa có vừa không vừa không, bốn cái đấy nó đều rơi vào tà kiến. Cho nên đó là bốn cái câu mà Đức Phật không trả lời. Vì vậy cho nên là trong kinh Đức Phật đã trả lời rồi, còn hỏi sư làm gì nữa. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Vũ Quyết ạ. Là con thưa sư, một vị xuất gia thì mục đích cao thượng nhất là hướng đến đạo quả Niết Bàn. Con muốn hỏi là một vị Bồ Tát khi muốn tu tập đến hành xả tuệ thì có cần phải xuất gia từ bỏ gia đình không? Mức độ cần thiết của một vị Bồ Tát với việc xuất gia là như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị xuất gia hướng đến đạo quả Niết Bàn thì cái người đấy đương nhiên là nỗ lực thực hành thì giới định tuệ rồi. Còn một vị Bồ Tát tức là sẽ ước nguyện thành Phật trong tương lai, vị đó phải tích lũy 13 la mật. 13 la mật thì trong đó nó có cái xuất gia ba la mật, xuất ni ba la mật. Thì cái xuất ni ba la mật này nó cũng bao gồm xuất gia ba la mật. Ví dụ như là vị đó có thể đi xuất gia, trở thành người xuất gia, rồi vị đó phát nguyện cái công đức xuất gia này sẽ trở thành Phật trong tương lai. Thì cái pháp xuất gia đó rồi vị đó thực hành thiền chỉ quán. Vì cái vị đó nguyện thành Phật cho nên vị đó không chứng đạo quả, vì đó chỉ thực hành đến hành xả trí thôi.
Thì đó vẫn là một vị tỳ kheo bình thường như các vị tỳ kheo khác, không có gì khác. Vị đó vẫn học tam tạng, vị đó vẫn thực hành thiền chỉ quán, vị đó vẫn hành cái hạnh của một người xuất gia. Chỉ có điều khác đó là vị đó sẽ có cái phát nguyện ở trong tâm là tất cả những cái pháp học pháp hành này là để hướng đến thành tựu trí chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Chỉ khác mỗi cái ước nguyện, cái tâm nguyện nó khác, còn cái sự thực hành không có gì khác cả. Thì đó vẫn học pháp và hành pháp như một người xuất gia khác. Hoặc là nếu như vị đó là một vị Bồ Tát thì cái hạnh xuất ni ba la mật hay xuất gia ba la mật này nó rất là lớn và cần thiết phải có rất nhiều đời nhiều kiếp một vị Bồ Tát đi xuất gia. Không nhất thiết là phải có những cái thời mà sinh ra mà không có Phật pháp thì vị đó sẽ xuất gia ẩn sĩ. Tức là lúc đấy vị đó sẽ đi xuất gia ở trong rừng và thực hành thiền chỉ quán. Và vị đó sẽ đắc tứ thiền bát định và năm cái thần thông hiệp thế. Thì những vị Bồ Tát thì sẽ thực hành rất dễ dàng chứng đắc các cái pháp thần thông hiệp thế đó. Và vị đó sẽ ẩn cư ở trong rừng suốt đời là chuyện bình thường. Đấy gọi là xuất ni ba la mật. Vậy thì một cái người tại gia mà mình đến chùa mình học thiền trong một ngày, hai ngày hay là một tuần, hai tuần, một tháng, một năm gì đó. Dù người đó không phải là đi xuất gia hẳn nhưng mà vị đó chỉ cần đến chùa mình thực hành thiền chỉ quán và mình đắc được từ sơ thiền trở nên thì đã có cái hạnh xuất ni rồi. Vậy cái người mà chứng đắc các tầng thiền là cái người đó có cái hạnh xuất gia, dù người đó là hình tướng là người tại gia. Dù mình là người tại gia nhưng nếu có sự chứng đắc các cái tầng thiền ni dục ni ác bất thiện pháp thì lúc đấy là cái người đang là cái người có hạnh xuất gia. Vậy cho nên là cái người mà mình sống ở đời sống tại gia mình hưởng thụ các dục thì nó không chứng đắc được các tầng thiền, hoặc là nếu nó có chứng đắc được các tầng thiền khi mà cái tham dục nó khởi lên quá mạnh thì cái tầng thiền đấy nó sẽ tiêu tan đi. Còn những người mà chứng đắc tầng thiền, mình giữ được các tầng thiền là do mình sống ở nơi an tịnh. Đó là một là mình sống như một vị ẩn sĩ, tức là phải sống ở trong một cái khu rừng, ở một cái nơi độc cư, tức là mình phải sống trong một cái tịnh thất riêng biệt, không có ở chung đụng với người khác phái thì mới giữ được những cái pháp thanh tịnh thượng nhân đó. Nên là nhất là thời bây giờ rất là nhiều người còn đang đi làm các công việc vẫn hưởng thụ đời sống dục lạc thế gian, mà người đó lại nói chứng đắc các cái tầng thiền cao thượng, nên nó ngược lại với pháp Phật ấy. Thì khi mình hưởng thụ các cái dục lạc thì cái tầng thiền ấy nó lại bị hoại, còn khi mà mình ni dục thì mình chứng được các cái tầng thiền. Vậy thì cái hạnh một vị Bồ Tát là như thế. Có thể vị đó sẽ xuất ra như một vị tỳ kheo, có thể vị đó xuất ra với hình tướng một vị ẩn sĩ, và khi đi xuất ra rồi cái pháp của vị ấy là thực hành trong thời mà có Phật pháp thì vị đó vẫn thực hành thiền chỉ và thiền quán và học thuộc lòng tam tạng. Còn nếu mà trong cái thời không có Phật pháp thì vị đó sẽ thực hành tứ thiền bát định và năm tháng trí các năng lực thần thông. Đấy là cái pháp của một vị Bồ Tát là như vậy, bởi vì nó tích lũy những cái pháp đó cho đến các cái ba la mật đó cho nó sung mãn, để tương lai vị đó sẽ thành một vị Phật thánh đẳng giác.